Xin chào, mình là Linh và các bạn đang xem kênh YouTube Linh lấp lánh. Ở đây mình sẽ nói về những quyển sách mình cảm thấy thú vị và hôm nay sẽ là Tôi nói gì khi nói về chạy bộ của Haruki Murakami. Đây có phải là sách nói về chuyện giảm cân không? Không phải. Tuy nhiên, nếu bạn đang có định giảm cân thì đây có thể cũng là một sự lựa chọn tốt. Vì phần lớn bạn bè của mình trong đó có mình nữa đã bắt đầu chạy bộ sau khi đọc quyển này. Và một số thì giảm cân, một số vẫn nguyên cân. Còn cái số mà tăng cân thì không phải do chạy bộ đâu Có thể là cái cân nó hư đó Và tôi nói gì khi nói về chạy bộ là tự truyện của Murakami viết cho chính mình Để có thể hiểu hơn cái tầm quan trọng của việc chạy bộ đối với bản thân Sau 10 năm ấp ủ Nhân tiện thì Haruki Murakami là một tiểu thuyết gia Nhật Bản rất nổi tiếng Ông là tác giả của Rừng Na Uy, biên đăng ký chim vặn dày cót phía nam biên giới phía tây mặt trời một quy tám tư rất là nhiều tác phẩm của ông đã được dịch sang tiếng Việt và trong số những cái quyển mà mình đã đọc thì mình thấy đặc điểm chung của chúng là đều có cái màu sắc của nhạc jazz nội tâm nhân vật rất là u ám cái sự cô đơn bao trùm cả tác phẩm và tình dục cho nên mình nghĩ có lẽ Murakami là một cái người có cái đời sống cá nhân khá là phóng túng là người thuộc tiếp người thích cái cuộc sống về đêm và luôn tìm mọi cách để lấp đầy sự cô đơn tuy nhiên khi mình đọc tôi nói gì khi nói về chạy bộ mình biết là mình sai rồi mình chỉ đúng một chút về sự cô đơn thôi nhưng cũng chỉ là một chút thôi bởi vì với Murakami cô đơn là một điều cần thiết là điều không cần phải lấp đầy bởi vì nó giúp cho ông có đủ cái khoảng lặng để lắng nghe chính mình và kiên định với mọi cái sự lựa chọn của mình và Murakami là một người có cái đời sống vô cùng lành mạnh ông đi ngủ trước 10 giờ và thức dậy trước 5 giờ mỗi sáng đối với ông thì phẩm chất cần có của một tiểu thuyết gia ngoài tài năng đó chính là sự bền bỉ và khả năng tập trung và nếu như tài năng nó do thiên phú thì sự bền bỉ và khả năng tập trung sẽ đến từ việc luyện tập và ông chạy bộ là để có thể tiết tốt hơn và như Murakami có chia sẻ thì phần lớn những cái điều ông biết được từ việc viết văn, về việc viết văn nó đều đến từ việc chạy bộ. Vì vậy, nếu bạn đang có ý định trở thành một tiểu thuyết gia thì có thể tham khảo quyển sách này. Và việc này thì liên quan gì đến giảm cân? Nó liên quan bởi vì đây là câu chuyện viết về cái quyết tâm của một người đối với cái mục tiêu mình đã xác lập. Murakami chạy bộ là bởi vì ông ấy vốn thích ở một mình và cái môn thể thao này nó đáp ứng được cái sở thích đó và hơn nữa nó lại vô cùng dễ dàng để luyện tập chỉ cần có một đôi giày chạy thôi là có thể bắt đầu ở bất kỳ đâu và cái mục tiêu trên đường chạy như là quãng đường cự ly khoảng cách tất tần tật sẽ đều do Murakami tự mình thiết lập và cái động lực để ông thực hiện nó đến từ chính cái bản thân mình ông muốn hoàn thành những cái mục tiêu đó cũng giống như tất cả mọi việc mà Murakami làm ông sẽ có cái tiêu chuẩn của riêng mình và sẽ không để bất kỳ ai chi phối đến cái tiêu chuẩn đó và đôi khi mặc dù đã rất là nỗ lực, ông vẫn không thể hoàn thành được những cái mục tiêu mình đã đặt ra. Và như Murakami đã từng nói, có ba nguyên nhân khiến tôi thất bại. Luyện tập không đủ, luyện tập không đủ và luyện tập không đủ. Đối với ông, thành công hay thất bại đến từ chính bản thân mình. Nhưng chung quy thì Murakami chạy bộ là để có thể viết tốt hơn Vì vậy ông đã không để cái sở thích đó ảnh hưởng đến cái mục tiêu lớn nhất của mình Đó chính là công việc sáng tác Cũng giống như việc giảm cân Bạn cần phải có đủ cái sự kiên định đối với cái mục tiêu của mình để có thể duy trì được một cái chế độ luyện tập khoa học đồng thời chống lại được cái sự quyến rũ của những cái lời rủ rê đi ăn và dù thế nào đi chăng nữa hãy luôn luôn đề cao cảnh giác đối với những đứa bạn thân và đôi khi mặc dù đã rất nỗ lực và bạn chưa thể có được cái kết quả như ý nhưng mà hãy cứ tiếp tục kiên trì rồi một ngày nào đó bạn sẽ có được số cân như mình mong muốn. Tôi thôi. nói gì khi nói về chạy bộ nó không chỉ là cái câu chuyện viết về việc chạy bộ nó còn giống như là một cái cách nói ẩn dụ về những cái điều mình khao khát muốn được thực hiện trong đời. Trước khi là tiểu thuyết gia, thì Murakami làm chủ một quán bar gần 10 năm với thu nhập khá là ổn định. Và một ngày đẹp trời khi đang xem một trận thi đấu bóng chày, ông mới nhận ra mình muốn viết tiểu thuyết. Nghe chẳng có vẻ gì liên quan cả. Nhưng mà vậy á, nó giống như là một giấc mơ để ngủ yên trong tiềm thức, chỉ chờ một cú đập bóng để bật ra. Và thế là Murakami đóng cửa quán bar, bắt đầu sự nghiệp mới vào năm 33 tuổi. Và tại mỗi một cái thời điểm bắt đầu của mình, khi làm chủ quán bar hay là tiểu thuyết gia thì ông đều nhận được rất là nhiều những cái sự phản đối của những người vô cùng quan tâm đến mình. Nhưng mà Murakami mà đã thích là sẽ làm Và đã làm thì sẽ làm cho tốt nhất có thể Và đó chính là cái thái độ mà bất kỳ ngành nghề nào cũng cần có Murakami là điển hình của thái độ hơn trình độ Tóm lại không bao giờ là quá muộn để bắt đầu cả Và bạn đã tìm thấy đường chạy của riêng mình chưa? Hãy để lại chia sẻ của bạn trong phần comment và chúng mình sẽ còn gặp lại Hẹn nhé!